thì tất nhiên giá nó sẽ thay đổi rồi. Từ đây vào thành phố thì ta mất khoảng 3 phút nha. Đường xá rộng rãi. Thì với cái vị trí này của dự án thì một mạch view sông, đây thì chạy ra sông luôn. Ta sẽ thấy được là cái độ mát mẻ của dự án. Lần trước ta đi thì ta bay từ nhà mẫu thì đã thấy được rồi. Bây giờ thì muốn chạy thực tế để mọi người có thể cảm nhận được luôn. Khu bên kia là khu B2 đang quy hoạch à mọi người. Sông này rất là mát. Hiện tại 5 giờ chiều và mùa hè thì nắng vẫn đang rất là đầy trên sông. Những người sống gần sông Tây. Mùa hè ở trong miền Nam rồi. Nắng mãi cho đến 6 giờ mới đầu tối. Giờ nắng rất là đẹp. Chiều mà ở đây thì đi bộ đây, đá banh thì vô tư. Giờ đây là dự án nha mọi người. Còn đây là cái view về hướng Đông Nam. Dạ thì theo cái cách thức này thì chúng ta sẽ có thể hình dung được rằng là cái một mặt của dự án nha. View hướng Đông Nam, mặt Tây, Tây Nam thì ta view về sông Hà Lam. Nhìn sông rất là hiền hòa, không có đáng cũng là mưa thì rất là dữ dội. Bên kia là khu B2 của em Thịnh, dưới khu Biệt Thự. Sau đây sẽ quy hoạch Biệt Thự đã có tiếp thực nhân hết rồi, nhưng mà hạ tầng thì đây mới là. Xa xa mà chúng ta thấy là dự án Ecoline thì đã bàn giao rồi, giá khá ổn so với lại B2 tương tự nhau, nhưng mà vì nó gần trong kia tâm lý nên là giá sẽ tự nhiên đây hai tầng. Tây Kinh 03 nha mọi người. Hai tầng view đều hướng về Đông Nam thì đại học của City, tầng view của các phòng ngủ, căn 03, bên kia là cái studio.